khi con mình không là thần đồng. Đa số mọi người đều mong muốn có những đứa con thần đồng. Tôi không ở trường hợp có những đứa con thần đồng. Bé lớn nhà tôi, Tuấn Anh, hơn 2 tuổi mới biết nói, đã thế lại còn nói ngọng nữa chứ. Thế giới thiếu xe điện trầm trọng đến mức nào mà chủ tịch Phạm Nhật Vượng của tập đoàn Vingroup lại tự tin khẳng định VinFast ra xe nào là bán hết xe đó. Chủ tịch tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng đã khẳng định rằng thị trường xe điện toàn cầu hiện tại đang thiếu hụt nguồn cung, nên công ty nào có xe để bán thì người đó sẽ giành phần thắng. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup đã có buổi trả lời với các cổ đông về những vấn đề liên quan đến hãng xe VinFast. Tại đây, ông Vượng cho biết, Vingroup khẳng định đang ngày đêm nghiên cứu phát triển các sản phẩm, đồng thời tiết kiệm tích từng đồng từng cắc, từng hào để phát triển cho VinFast. Bên cạnh đó thì ông cũng nhấn mạnh rằng ở thời điểm hiện tại, thế giới đang rất thiếu xe điện, nên chỉ cần có xe là thắng là có thể bán được. Ông nhấn mạnh, ở thời điểm hiện tại, có xe là thắng là có thể bán được. Bên cạnh đó thì chính ông Phạm Nhật Vượng cũng đã chia sẻ về những khó khăn cũng như là các chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà cung cấp đến với VinFast trong tương lai. Ông nói, hiện tại linh kiện hay nguồn cung đều thiếu, chẳng hạn như xe điện VinFast VF E34 có tới khoảng 4.000 linh kiện, nhưng nếu như chỉ thiếu đi một con ốc hoặc một con vít thì cũng không thể sản xuất được. Đây là áp lực lớn, nên chúng tôi cần đẩy mạnh chiến lược nội địa hóa linh kiện thông qua chính sách miễn tiền thuế đất, nhà xưởng trong thời gian 10 đến 15 năm tới. Hiện tại chúng tôi đang mời gọi các nhà sản xuất chip về mở nhà máy tại Việt Nam. Với những ưu đãi mà tập đoàn Vingroup đưa ra, họ có thể tập trung đầu tư mạnh mẽ vào sản xuất. Lúc đó chúng ta sẽ giải được bài toán về nguồn cung, và khi mà đảm bảo được nguồn cung rồi thì chúng ta sẽ phát triển được rất nhanh. Từ chia sẻ của ông Phạm Nhật Vượng thì có thể thấy rằng để sản xuất ra được một chiếc xe điện cần tới rất nhiều điều kiện khác nhau, từ nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho tới việc thu hút các nhà cung cấp. Do đó, việc ông Vượng cho rằng thế giới hiện tại đang rất thiếu xe điện là điều hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, liệu rằng trên thực tế có đúng với những gì mà ông Phạm Nhật Vượng đã phát biểu và dự đoán hay không? Thị trường xe điện đang ngày càng bùng nổ và được đông đảo người tiêu dùng trên thế giới đón nhận, và ngày càng có nhiều các công ty gia nhập vào thị trường này. Có thể kể tới những công ty thuần túy về xe điện như Tesla, BYD, Rivian, hay những ông lớn trong ngành ô tô như Volkswagen, Honda, Toyota cũng tham gia vào cuộc chơi này. Thậm chí ngay cả một công ty ô tô sinh sau đẻ muộn như VinFast cũng chấp nhận từ bỏ xe xăng, động cơ đốt trong, tập trung hoàn toàn vào xe điện từ cuối năm 2022. Điều này chỉ ra rằng thị trường xe điện ở hiện tại được nhiều ông lớn coi là trọng tâm của lĩnh vực ô tô trong tương lai, đặc biệt là trong bối cảnh giá cả của nhiên liệu, hay cụ thể hơn là giá xăng, giá dầu tăng lên trong thời gian gần đây. Theo dữ liệu tới từ InsideViz, tổng doanh số bán xe điện của top 5 nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới năm 2021 bao gồm Tesla, Volkswagen, SAIC, BYD và Hyundai đạt tới hơn 2,5 triệu chiếc, chiếm hơn 55% thị phần tổng doanh số bán xe điện trên toàn cầu. Điều đáng chú ý là những con số này đều tăng trưởng so với năm 2020, chứng minh rằng khách hàng đang ngày càng ưa chuộng việc sử dụng xe điện hơn. Tuy nhiên thì có một thực tế là nhiều hãng xe điện không có đủ xe để giao tới khách hàng. Hiện tại, Na Uy đang dẫn trước các quốc gia khác trong cuộc đua vào xe điện. Năm 2021, 93% ô tô được mời đăng ký tại nước này là xe chạy hoàn toàn bằng pin hoặc là xe hybrid. Ở các thị trường khác cũng có những tham vọng lớn. Ví dụ như Trung Quốc muốn có 70% xe chở khách được bán ra trên thị trường vào năm 2025 và 100% vào năm 2035 là xe điện. Vương quốc Anh thì muốn loại bỏ dần doanh số bán xe chạy bằng xăng, dầu vào năm 2030, cũng như là kỳ vọng tất cả các ô tô được bán ra thị trường vào năm 2035 là xe điện. Không những thế, chính quốc gia thành viên của EU cũng ủng hộ đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc loại bỏ ngừng bán các loại xe chạy xăng, dầu diesel mới trên khắp lục địa vào năm 2035, theo số liệu và thông tin từ Energy Monitor. Mặc dù vậy thì quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu điện sẽ có nhiều sự thách thức, đặc biệt là trong chuỗi cung ứng xe điện. Được biết thì đã có một số nhà sản xuất ô tô đã phải tạm dừng sản xuất xe điện trong vài tháng qua bởi vì vấn đề cung cấp vi mạch. Vào tháng 11/2021, Volkswagen đã ngừng sản xuất một tuần tại hai nhà máy của Đức. Tiếp tục, vào tháng 2/2022, ông lớn Ford của thế giới cũng đã ngừng sản xuất tại ba nhà máy lắp ráp ở Mỹ và Mexico. Điều này dẫn đến việc có nhiều khách hàng có thể không được giao xe vào đúng hạn. Rồi mới nhất thì vào một buổi hội thảo trực tuyến với Financial Times, tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla,
cũng đã để ngỏ khả năng dừng nhận đơn đặt hàng mới cho xe điện của công ty bởi nhu cầu của người dùng đang vượt quá khả năng sản xuất. Thậm chí chính VinFast cũng đang gặp phải tình trạng chưa đủ xe để bàn giao tới tay khách hàng. Năm 2021, VinFast đã công bố mẫu xe điện VF E34 dành riêng cho thị trường Việt Nam. Tính tới tháng 12/2021, đã có tổng cộng 25.000 đơn đặt trước cho mẫu xe điện này. Dẫu vậy, tính đến hết tháng 3/2022, VinFast cũng chỉ mới bán ra tổng cộng được 505 chiếc xe điện VinFast VF E34, vốn là một con số rất nhỏ so với lượng đơn đặt trước. Thách thức chính dẫn tới việc thiếu hụt nguồn cung xe điện. Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của tập đoàn Vingroup năm 2022, ông Phạm Nhật Vượng đã đề cập tới một vấn đề góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung xe điện trên toàn cầu, chính là việc thiếu hụt nguồn cung sản xuất pin lithium. Theo chia sẻ từ ông Vượng, pin xe điện không chỉ dùng mỗi lithium mà còn cần đến cả các nguyên liệu khác như là coban, nickel. Hiện tại nguồn cung cho các nguyên liệu này đang là rất thiếu. Phía VinFast cũng đã lập danh sách 6 nhóm linh kiện chiến lược dùng để sản xuất pin cũng như đã bắt đầu nghiên cứu để dự trữ lâu dài. Hiện tại với quy mô sản xuất rơi vào khoảng từ 100.000 đến 200.000 xe trên năm thì việc thiếu hụt nguyên liệu cũng chưa phải là một vấn đề quá lớn. Tuy nhiên trong tương lai, nếu như quy mô sản xuất tăng cao thì đây có thể là một vấn đề gây ra nhiều khó khăn cho VinFast. Tuy nhiên thì cũng không chỉ có riêng VinFast mà việc thiếu hụt nguồn cung sản xuất pin lithium cũng là tình trạng chung mà nhiều công ty trên thế giới hiện nay đang phải đối mặt. Theo Forbes cho biết, cuộc cách mạng ô tô điện sẽ bị chậm lại nếu như nguồn cung của các nguyên liệu quan trọng như lithium không theo kịp đối với nhu cầu được dự báo sẽ tăng cao trong những năm tới. Nhắc đến đây thì không thể thiếu một báo cáo từ Global Data. Báo cáo này cho biết, những điểm yếu của phương Tây trong chuỗi cung ứng pin lithium ion sẽ làm chậm lại việc áp dụng xe điện và ngày càng làm nổi bật vị thế thống trị của Trung Quốc đối với thị trường xe điện. Báo cáo này cũng dự đoán sản lượng xe điện trên toàn cầu ước tính đạt tới 12,76 triệu chiếc mỗi năm kể từ năm 2026, với hơn một nửa trong số đó là được sản xuất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu như vấn đề về nguồn cung nguyên liệu không được giải quyết thì sẽ không dễ dàng để đạt được con số này. Theo Hiệp hội Lithium Quốc tế, IOIA, Cơ quan Năng lượng Quốc tế, IEA, đã ước tính rằng sự tăng trưởng số lượng xe điện có thể khiến cho nhu cầu về lithium tăng hơn tới 40 lần vào năm 2030. Vào năm 2021, nhu cầu lithium là khoảng 320.000 tấn và dự kiến đạt 1 triệu tấn vào năm 2025 và 3 triệu tấn vào năm 2030. Bên cạnh đó, theo Autocar, một chuyên trang về ô tô của Vương quốc Anh đã nhấn mạnh, ngoài nguyên liệu chính là lithium, các nhà sản xuất ô tô điện còn phải tính đến việc các nguyên liệu khác như là coban, than trì tự nhiên, nguyên tố đất hiếm. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng đang bị tắc nghẽn tại Trung Quốc, kết hợp với ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, thì việc giải quyết nguồn cung các nguyên liệu sản xuất pin lithium là một câu chuyện không hề đơn giản. Và nếu như không sớm được giải quyết, sự trục trặc trong vấn đề nguồn cung nguyên liệu sản xuất pin có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn cung xe điện trong tương lai. Doanh chính, doanh nghiệp và kinh doanh, Vietnambiz, Đầu Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website,